Mấy thằng Hàn Quốc nghe đẹp trai như vậy? Mấy thằng Hàn Quốc á? sửa không? Tụi nó sửa không? Thôi đẹp trai rồi sự vậy đi. Kì. Vài bữa lấy ráng mua mua chiếc đó để chạy. Chạy được chạy trong nội thành chạy được ví dụ cách thành phố khoảng 100 cây chạy được Không phải, ý là không phải là nó chạy được hay là không được, nhưng mà ý là kiểu như ví dụ thay vì xe bình thường á, em chạy ví dụ xe nhà thằng Lợi á, là xe đó là 2 chấm thì nó khác nhau, thì cái xe này nó là 1.4 thì nó lên dốc nó khó thôi, gì đâu, không phải lên dốc nó khó mà nó lên dốc thì nó hơi mệt xíu, còn mình đâu có chạy vô đường nhà có dốc đâu mà sợ, hiểu ờ ý là đi đường bằng là vẫn đi được bình thường. không? Đi đường bằng thì cái xe nào không đi được, đường bằng thì xe nào cũng đi được hết á. Còn chủ yếu là ví dụ em đi vô rừng vô rú rồi gì thì nó khó thôi. À, lần như xe ông Lợi mới đi được, còn Như như thế này xe thì không đi như được. xe Lợi nó 3 3.2 á, thì nó đi nó vô cái một à, ví dụ lên cái dốc thì nó lên cái nó nhấn ga cái nó lên, còn mình thì mình phải từ từ, mình phải lấy đà hoặc là mình lên từ từ, hiểu không? Thì xe nó thua nhau chừng đó thôi, nhưng mà tuy thì nó nói là cái xe này thì chạy bình thường ok thôi, giống như anh đi trong nội thành thì anh xài cái xe này được. Sao sao Anh có biết đâu, anh đã mua xe không? hơi bao giờ đâu, sao anh biết được. Sợ nó em sao nó mua về thấy. Xe hơi thì đã chạy là phải chấp nhận hao rồi. Nhưng mà mấy chiếc đó thì bình thường thôi, có gì đâu. Em chạy xe hơi mà sợ hao xăng. Hả? Thì chắc phải chấp nhận chứ sao giờ. Chứ không lẽ không đi cái xe mà mình Chạy đang xe ở nước không đi đều luôn đúng không? Đường mình đèn đâu đi đâu. sao không đi được, xe đó đi bình thường, nhưng mà thay vì ví dụ giống như xe đó, xe người ta chạy vô cao tốc người ta đạp một lần là nó lên khoảng 60 70 100 liền, còn mình thì phải từ từ, tại vì máy nó chỉ có 1.4 thôi, nó chỉ có 3 máy thôi, còn như mấy thằng kia nó 3.2, nó tới 4 5 máy lận mà, thì nó mạnh hơn, nó giống như một con trâu 50 kg với lại một con trâu 100 kg thì con nào cày khỏe hơn, hiểu không? Đó thì như nói vậy là dễ hiểu nhất. So sánh giống như chiếc 50 với lại chiếc xe còn 0% thôi. Đúng không? 50 nó vẫn lên dốc được nhưng mà nó yếu. Còn như thế 120 còn 0% 2 150 nhưng mà là chỉ chở người lên được, còn xe 50 là không chở người lên được. Vậy xe này là mỗi lần mình lên dốc là phải đuổi người xuống cái xe lên. Không phải. Giờ sao không biết nói sao cho dễ hiểu giờ ta. Ý là kiểu giống như nói sao ta? Thì cũng giống vậy đó, thì cũng giống như em nói đó, nhưng mà nó kiểu giống như là em máy thì nó yếu hơn á, thì em ví dụ nó chỉ có hạn chế trong một số đường thôi, nó không phải là nó hạn chế mà tức là thay vì người ta mạnh hơn em thì người ta lên nhanh hơn em thôi, chứ còn nếu mà Ủa, chạy mua rồi để đâu? Mua rồi để đâu? thì đây là cái vấn đề anh đang nghĩ nè. Tại nhà, tại cái đường nó hẹp quá, chạy không được. Cái đường này thì xe hơi vô được nhưng mà không có đổ được, đổ là đầy luôn. Đang tìm chỗ để đây. Vô được, ví dụ mà nhà mình có mở cửa vô được thì mình cũng không dè vô được. Trừ khi đập cái cửa, đập cái chỗ mà hồi chiều ra thì mới gieo vô được. Trừ khi không phải đập bỏ luôn cái cửa sổ thay
cái cửa là bốn cánh ấy, thì nó vô được đúng không? À, không có phải bốn cánh luôn, đập bỏ luôn thì vô được, chứ còn bốn cánh thì cũng hên xui. Bốn cánh thì mở hết cửa ra, toang cái cửa ra luôn mà. Thì vô được. Nhưng mình sống là không có ai mua xe đâu đúng không? Có chứ, nhưng mà toàn xe xe nó cũng tầm tầm cỡ đó không ơi, nhưng mà nó nằm đầu đường. Với lại người Anh ta nha, cũng gần gần anh cũng có cắt trong năm sáu căn như mấy. ừ, nhưng mà để ngoài đó mình cũng ít đi á, hiểu Ý là mỗi lần lấy ra là nó mệt đúng không? không? Ừ, nếu mà để trong nhà thì nó mệt, chứ còn đi thì để đâu, để đâu thì đâu biết đâu. Đang đang nghĩ đây. Ví dụ mà muốn để xe nhà là cái nhà mình phải hụt vô một khúc là mới dễ dê xe ra dê xe vô, còn ví dụ để vậy là không thể nào lấy được đâu, dê xe máy còn khó mà muốn đi dê xe nữa đúng Tất nhiên rồi. không? Nên nó còn phải cần một khoảng trống gấp gần 1,5 phần xe máy á mới dắt đi được. Cho nên muốn vô đó có vô được đâu, vô khó thế mồ. Hai cái hẻm nó rộng cỡ thêm 1 mét nữa là vô được. Cho nên bây giờ nó đang khó. Muốn mua mà không có chỗ để em mua kiếm gì đâu. Hay là đi đi qua nhà hàng Lợi gửi ta. Qua nhà hàng Lợi gửi. Đúng không? Qua nhà hàng Lợi gửi. Để anh coi thử. Nhiều ngóng vị đến đâu để ngoài đường thì nó phải hết.